Bưởi da xanh được biết đến là một loại trái cây nhiều vitamin rất tốt cho sức khỏe, đồng thời còn có tác dụng làm đẹp cho chị em phụ nữ như giúp làm đẹp da, giảm cân. Vỏ bưởi còn chứa nhiều tinh dầu dưỡng tóc rất tốt, vì vậy trái bưởi da xanh được ưa chuộng trong đời sống hàng ngày. Chúng ta có thể dễ dàng thấy trái bưởi da xanh được bày bán khắp nơi từ chợ cho đến gian hàng trái cây trong siêu thị. Với màu xanh bắt mắt của trái bưởi cùng hương vị ngọt thanh, trái bưởi không những được xuất bán nhiều trong nước mà ở trên thị trường quốc tế cũng được xuất bán nhiều năm gần đây. Bưởi da xanh đã có mẫu mã vỏ xanh bóng sẵn có, nhưng để tăng thêm tính thẩm mỹ cho trái bưởi, các thương lái đã lựa chọn túi lưới nhựa màu xanh để bao bọc cho trái bưởi, giúp tăng thêm vẻ đẹp cho trái bưởi, đồng thời giúp người bán dễ dàng bày bán hay trưng bày. Ngoài ra, túi lưới nhựa còn giúp trái bưởi thể hiện rõ được mẫu mã của trái, giúp trái bắt mắt hơn, đồng thời giữ cho trái được tươi lâu hơn, không làm mất đi vẻ tươi mới của vỏ trái. Túi lưới nhựa màu xanh đựng bưởi được làm từ nhựa nguyên sinh, có độ bền cao, được cấp giấy kiểm định an toàn với sức khỏe người tiêu dùng, không gây độc hại tới môi trường. Túi lưới đựng bưởi da xanh được thiết kế các mắt lưới đan xen hình mắt cáo, giúp thể hiện rõ được mẫu mã của trái bưởi đựng bên trong, cho người mua dễ dàng lựa chọn trái bưởi ưng ý nhất. Đáy túi dập nhiệt chắc chắn Inogo độc quyền của công ty, giúp giữ cho trái bưởi ở bên trong túi không bị rơi, bục đáy trong quá trình bao bọc, trưng bày hay vận chuyển xuất bán. Đi kèm với túi lưới là bộ móc khóa gồm hai phần là râu và khóa. Bộ móc khóa dùng để cố định miệng túi sau khi cho bưởi vào bên trong, đồng thời dùng làm móc treo, quai xách rất tiện lợi. Để đóng gói bưởi da xanh vào trong túi lưới rất đơn giản. Đầu tiên, chúng ta cần lựa chọn kích thước túi sao cho phù hợp với kích thước của trái bưởi da xanh. Chuẩn bị thêm bộ móc khóa đi kèm. Tiếp theo, chúng ta căng miệng túi ra và đặt trái bưởi vào trong túi. Kéo miệng túi lên sao cho miệng túi ôm trọn được trái bưởi. Dùng bộ móc khóa đã chuẩn bị trước đó để cố định miệng túi lại là chúng ta đã hoàn thành thao tác bọc bưởi da xanh bằng túi lưới nhựa. Để biết thêm thông tin về sản phẩm túi lưới đựng bưởi da xanh hoặc tham khảo thêm các sản phẩm khác của công ty, quý khách hàng vui lòng gọi điện đến số hotline hoặc truy cập website hiện trên màn hình để được nhân viên của công ty hỗ trợ tư vấn, giải đáp và giúp quý khách hàng đặt hàng nhanh chóng nhất. Cảm ơn quý khách hàng đã xem video ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!